1 đấy. Cầm đi, cầm đi. Như vậy là đều đã có những tình huống rất nguy hiểm. Đầu tiên, em sẽ bỏ cái cú sút xa đặt sau này. Rồi là pha quăng chân trái của Cầm Đen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy
Chơi trận ngon lắm. Go!
ra cũng kẻ tán lạng người lửa cân, hai đội xuất xa ngang ngửa nhau cũng hay cực. Dinh này anh ơi, ghê quá. Cho bóng là Tuấn Anh. Tuấn Anh sút luôn. Cái
thích ngó xem. Cứ thích ngó xem. Trên đây từng trời cho em sẽ bảo viên tại Lào Cai. Đóng từ giữa sân rồi. Công Nguyên là người đã ghi bàn của số. Bắt bằng một cú sút phạt. Đồ đệ của Hồng Sơn. Về đầu là Chí Sơn. Lý Linh vẫn chưa thể hiện được nhiều. Của FC Bồng đá để gọt thải nhỏ. Làm những trận này không quan tâm đến thời gian. Rất hay.
xuất hiện không đúng lúc. Quay công ba, quay công ba. Chúng sẽ đem vào phần thể của sao vàng.
đường tốt. Chúng tôi xin nhắc lái xe mang biển số 04051 và xe 05075 đánh ra ngoài để cho những cái xe khác được ra. Xin nhắc lái xe, các đồng chí lái xe tạo điều kiện giúp đỡ một tí.
Ông Viện ơi, anh vừa nãy gọi ông Viện cái. Từ anh ta, từ anh ta, đợi em một chút. Gôn. Trong hiệp 1 thì sao vàng cũng có những tình huống khá nguy hiểm về không thành của SM. Những cú sút của Hải Thọ và Tuấn Anh. Quốc Toàn Cool.
Thái. Rất hay. Hay chứ. Quá. Ui. Không yên. Không yên thì chưa chắc. Tiết đẹp thì quay đẹp. Hãy subscribe.
trọng tài thẻ chuột. Bóng tập sân ngang. Một cú sút phạt hàng rào tuyệt vời của Công Nguyên. Yeah.
Alo, đang ở Hà Giang. Tối mai mọi người. Tối mai. Ok. Thank you.
cần phải chơi. Chấp. Bóng rất hay của Xuân Lâm cho công tạo. Ngày hôm qua thì Chí Sơn cũng có một tình huống tương tự, đánh đầu ghi bàn trong trận thắng Cố Đô. Thank you.
Biên. Đó sớm lại lên. Đi lại. Khoảng 2 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc. Xem Mộc đang dẫn 2-0. Nhờ các bàn thắng của Công Nguyên và Chí Sơn. Tuyệt vời của Công Nguyên. Cho thằng này là MVP. Công Nguyên, tối mắt. Không vào. Giành chiến thắng 2-0 trước Sao Vàng. Trận đấu này Sao Vàng cũng chơi rất cố gắng. Hay quá. Rất đáng khen. Tuy nhiên FC Mộc vẫn là đội sử dụng tốt những cơ hội hơn và họ cũng vẫn thể hiện được một sức mạnh rất đáng cường. Chúc mừng FC Mộc với 6 điểm sau 2 vòng.